Hello, xin được kính chào quý cô chú anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Chào cả nhà. Thì lời đầu tiên cho phép chủ kênh xin được gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước. Kính thưa cả nhà, thì như chúng ta cũng đã biết thì cái kết quả sơ thẩm phiên tòa của chị Nguyễn Phương Hằng đã có. Thì sau khi có kết quả như vậy á thì cô chú anh chị là những người mà yêu quý, yêu mến chị Nguyễn Phương Hằng thì chắc chắn là sẽ có thất vọng rồi, cũng sẽ có lo lắng rồi, và cũng phải có một số người coi như là bức xúc và có những cái lời nói không hay thế này thế kia. Tuy nhiên là cô chú anh chị ha, chúng ta thương chị Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta phải thượng tôn pháp luật, và cô chú anh chị bình tĩnh đi ha, coi như là chuyện đâu còn có đó. Thì em đi dạo một vòng rồi, hoặc là đặc biệt coi như là xem bên kênh của ông luật sư Trần Quang Vũ á, và coi như là coi những cái thông tin mà một số người coi như là người ta hiểu biết về luật và người ta có chia sẻ đó, có cho anh chị ha. Thì người ta nói là cái phiên phúc thẩm thì khả năng của chị Hằng coi như là cũng sáng lắm, cho chị ha. Nên cả nhà chúng ta cứ chờ đợi đi và cầu nguyện, hy vọng một điều tích cực sẽ đến cho chị. Em thì hôm qua hôm nay cũng quan sát một cái vấn đề rất là lạ của chú chị ha, là những người mà bên phía đối lập chị Nguyễn Phương Hằng á, sau khi mà có cái kết quả của cái phiên xét xử á, thì có một cái nhân vật coi như là trước đây tuyên bố thắng 101% đó coi chị ha, thì bây giờ coi như là sau khi có kết quả thì lại lên nói là hệ lụy vẫn còn đó, nỗi đau vẫn còn đó gì đó, rồi nói phải cố gắng đương đầu và vượt qua gì đó, không biết là đương đầu cái gì đây, đương đầu phong ba bão tố gì đây. Và đặc biệt là coi như là cái chị đại của chị nghe, trước đây rất là mạnh mồm mạnh miệng thì bây giờ á thì mới còn một cái tà tút đó của chị thì nói là coi như là không có nhắc đến cái người trong hình, bây giờ coi như là không có dám nhắc đến tên của chị Nguyễn Phương Hằng luôn của chú anh chị ha. Và chị ta coi như là lên thanh minh thanh nga, nói là tội danh 331 hôm nay của phạm nhân Nguyễn Phương Hằng không phải là do tôi Đinh Thị Lan tố cáo, rồi nói coi như là luật sư Vlog Âu Quang Phục không nên lên mạng tuyên truyền là Nguyễn Phương Hằng tố cáo nhiều người và đang tiếp tục điều tra. Cái này mình dàn thiệt thì đâu có sợ lửa Lan, mà lúc trước là Lan cái hở ra cái Lan kiện mà, thì Lan nói là coi như là sẽ kiện và tố ông luật sư này luôn mà. Làm sao mà giờ mà Lan hiền dữ vậy ta ha, mà cái vụ việc mà liên quan đến việc mà tiếp tục điều tra theo đơn tố cáo của chị Hằng á là không phải ông luật sư Vlog, ông nói không có cơ sở đâu ha. Và vấn đề này luôn cũng chia sẻ luôn cho cả nhà, một số cô chú anh chị bức xúc là tại sao xử chị Hằng mà không xử những cái người phía bên kia, những cái người mà xuyên tạc vu khống, nói những thông tin sai sự thật về chị Hằng, chú Dũng, công ty Đại Nam, Quỹ Hằng Hữu. Xin thưa cô chú anh chị ha, việc đó là cái như là bên phía cơ quan chức năng cũng đang điều tra, và việc này có trong cáo trạng của chị ha, đặc biệt là có trong cáo trạng đó, mọi việc đâu còn ở đó, sắp tới cô chú anh chị ha, lượt về nó còn hấp dẫn lắm. Và mình nói là phải có bằng chứng đàng hoàng, không có nói khơi khơi. Sau đây xin mời Lan và cả nhà cùng nghe ha. Đến giờ này thì bị cáo nhận thức như thế nào về hành vi của mình? Bị cáo thấy rằng là bị cáo kiềm chế không có được những cái cảm xúc, bởi vì bản thân của bị cáo cũng bị tổn thương rất là nhiều, cho nên bị cáo không kiềm chế được, bị cáo bị kích động. Một mình bị cáo mà mấy chục người, mấy trăm người tấn công một mình bị cáo, cho nên bị cáo không kiềm chế được, cho nên bị cáo đã phản ứng theo kiểu tiêu cực như vậy. Thì bị cáo dừng chỗ này đi. Bị cáo dừng chỗ này đi. Bị cáo có nghe là các vị công tố đã đề cập trong nội dung cáo trạng này. Đối với vụ việc Nguyễn Phương Hằng tố cáo các ông bà Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Huỳnh Minh Hưng, Trần Thị Trang, Đinh Thị Lan v.v. chưa? Thì cơ quan chức năng đang xử lý theo quy định pháp luật. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Ai sai thì xử lý. Dạ. Nghe rõ, bị cáo nghe rõ chưa? Nghe rõ ạ. Chứ không phải ở đây cơ quan tố tụng đưa cái bị cáo ra những đồng phạm ra xét xử mà không xem xét đến những hành vi sai trái của những người khác. Bị cáo có nghe là các vị công tố đã đề cập trong nội dung cáo trạng này. Đối với vụ việc Nguyễn Phương Hằng tố cáo các ông bà Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Huỳnh Minh Hưng, Trần Thị Trang, Đinh Thị Lan v.v. chưa? Thì cơ quan chức năng đang xử lý theo quy định pháp luật. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Ai sai xử lý. Dạ. Nghe rõ, bị cáo nghe rõ chưa? Nghe rõ ạ. Chứ không phải ở đây cơ quan tố tụng đưa cái bị cáo ra những đồng phạm ra xét xử mà không xem xét đến những hành vi sai trái của những người khác. Nghe rõ, nghe kỹ chưa Lan hả?
chính chủ tọa nói nghe, và trong cáo trạng luôn nha. Và đừng có tưởng người ta không biết gì nha cô chú anh chị nha, cả nhà cứ yên tâm ha. Và bên phía chị Hằng, luật sư của chị Hằng cũng đã nắm được những cái gì rồi, thì sau đây mà cả nhà cùng nghe thì cả nhà sẽ hiểu rõ hơn ha. Phản ứng của mình đối với những cái việc mà gây hại cho bị cáo. Cụ thể như có người đã yêu cầu là bị cáo phải đem con của mình ra để đi xét nghiệm ADN với 20 người khác. Hành vi này liệu rằng có xâm hại đến uy tín danh dự của bà cáo hay không? Hoặc là khi bị cáo thực hiện cái việc tài trợ về oxy đối với các phòng chống dịch thì lại có người lên đòi cách ly Đại Nam ra, không được sử dụng oxy của Đại Nam sản xuất. Hoặc là khi công ty Đại Nam sản xuất căn y tế thì lại yêu cầu phải xác định giám định căn y tế để đảm bảo cái việc tác hại của căn y như thế nào. Những lời nói đó trong thời cảnh dịch thì rất là nguy hiểm, tác động hầu hết đến danh dự uy tín của bị cáo. Và đồng thời bị cáo cũng là quỹ giám đốc của cái quỹ từ thiện Hàng Ngũ, nhưng lại đi xâm hại về cái công tác từ thiện của quỹ Hàng Ngũ, xâm hại tới sự yêu thích, xâm hại tới cái sự tự nguyện của bị cáo đối với cái công việc mình đang làm. Mà có người lên lập hẳn một kênh YouTube là nói rằng là bà Hằng đang đi trốn nợ, rồi ông Dũng đã cãi nhau và đánh bà Hằng, đuổi bà Hằng đi. Đặc biệt là công ty Đại Nam đã bị đổi chủ, nợ hơn 17.000 tỷ. Những câu nói này, những hành động này đã tác động tới bị cáo. À, nghe rõ chưa? Ai nói gì liên quan thì cũng chuẩn bị đi nha. Nói oxy thì cũng chuẩn bị luôn đi nha. Rồi nói găng tay thì cũng chuẩn bị luôn đi nha. Rồi ai nói liên quan đến nợ nần này kia đó thì cũng chuẩn bị luôn. Mà ai nói vậy ta? Đinh Lan khác để mà kịp thời để đưa lên. Ngày hôm nay Đinh Lan sẽ tống bà Tinh Hằng, cô bà Nguyễn Phương Hằng, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền này vào tù. Vợ của ông Dũng Lò Vôi hiện tại Đại Nam bây giờ đã bàn giao cho chủ mới, khẳng định 100% Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới, khu du lịch Đại Nam đã bàn giao cho chủ mới. Hiện tại bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền là tên thường gọi là Nguyễn Phương Hằng đã nợ là hơn 17.000 tỷ, chính bản là người ký nhận. Rồi bây giờ cái khu dân cư ở chân thành Bình Phước thì hiện tại bây giờ nó có 400-500 đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội là lừa đảo bán đất khi mà có ông Võ Hoàng Yên ở đó ha. Bây giờ toàn bộ ở cái khu mà Thủ Dầu Một Bình Dương, đất vàng Thủ Dầu Một Bình Dương cũng kiện tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lấy tiền của người ta đi ăn chơi, đi cho chai, cho đủ thứ hết. Bây giờ là bà Nguyễn Phương Hằng không bị tội tù chung thân, Đinh Lan đi đầu xuống đất. Ghê ha, cái vụ mà không đi tù chung thân, đi đầu xuống đất thì chừng nào thực hiện đây trời, hay là trời phiên phúc thẩm hả? Nên cô chú anh chị cả nhà cứ yên tâm ha, trận lượt về hứa hẹn là coi như là siêu kinh điển, siêu kịch tính. Rồi, cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô chú anh chị. Chúc mừng đã có người sắp trúng thưởng giải đặc biệt rồi. Rồi, cả nhà ủng hộ thì cho em một like, một comment. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ em nha. Cả nhà có ý kiến gì thì comment bình luận phía dưới video này nha. Và trên tinh thần là thượng tôn pháp luật nha, chúng ta cứ từ từ, chúng ta bình tĩnh nha cô chú anh chị nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và mọi điều bình an. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video lần sau. Bye bye.